Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1162, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 5423 dung khai trông cậy vào vương chủ này đối phương há lại sẽ hảo tâm như vậy chỉ cần có thể mặc hóa năm con tiểu nghĩ chu còn không phải muốn nhào nặng dung khai như thế nào thì nhào sao mắt thấy thủy triều màu mực muốn nuốt hết năm con tiểu nghĩ chu dung khai phun trào thần niệm truyền âm qua hai con đại nghĩ chu nhìn tiếp nữa con của các người song đời đây chính là mặt tộc Du Khai không rõ hai con đại nghĩ chu này có thông linh hay không, càng không rõ bọn chúng có nghe hiểu mình hay không. Nhưng bây giờ muốn thoát khốn, nhất định phải nước cấp giảm hồn. Kết quả tốt nhất đương nhiên là hai con đại nghĩ chu này đánh nhau với vương chủ, hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng rất nhanh, Dương Khai phải thất vọng rồi. Hai con đại nghĩ chu bất vi sở động, dù vẫn còn đứng bên trong xà huyệt, nhưng từng đôi mắt kép lại đã cảnh giác nhìn vương chủ. Không như Dương Khai, vương chủ này cho chúng cảm giác uy hiếp rất lớn, nhất định phải cảnh giác. Thủy triều màu mực đã hoàn toàn bao phủ năm con tiểu nghỉ chu, mặt chi lực dần dần ăn mòn. Những tiểu nghỉ chu này căn bản là không có cách nào ngăn cản, chỉ một lát đã triệt để bị mặt hóa. Bên trong đôi mắt kép vốn tràn ngập u quan, giờ phút này lại là một màu đen kịp hai con đại nghĩ chu dường như đã nhận ra điều gì thân thể lay động miệng phát ra tiếng gạo lo lắng mà táo bạo năm con tiểu nghĩ chu tấn công càng trở nên cuồng bạo từ trong miệng phun ra tượng đạo tơ nhện tơ nhện kia hóa thành mạng nhện trói dung khai những mạng nhện này cực kỳ cứng rắn mà lại cũng có hiệu quả giam cầm vừa rồi bị thiệt bây giờ dương khai cực kỳ cảnh giác những vật này thay thế không chút do dự thôi động kim ô chú nhật đại nhật bốc lên kim ô đề minh nóng được chi lực tràn ngập xung quanh mạng nhện nhao nhao tan rã bất đắc dĩ số lượng quá nhiều chính là kim ô chú nhật cũng khó có thể nào ngăn cản toàn bộ chỉ một lát đại nhật chôn vùi từng đạo mạng nhện chụp xuống dương khai trong nháy mắt bọc hắn ba tầng trong ba tầng ngoài năm con tiểu nghĩ chu chạy đến chân nhọn huy động nhưng vẫn chưa tới gần, thân ảnh bị trói buộc trong mạng nhện, bỗng mờ nhạt, sau đó biến mất không thấy đâu. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Ngay lúc năm con tiểu Nghĩ Chu không hiểu ra sao, dung Khai đã cầm thương xuất hiện trước mặt một con tiểu Nghĩ Chu. Thần sắc nghiêm túc, thôi động thiên địa vĩ lực. Thương lòng thương hóa thành đầy trời thương ảnh bao phủ nó. Trong nháy mắt, tiểu Nghĩ Chu cứng tại chỗ, từng con mắt kép nổ tung, nổ ra từng đoàn từng đoàn tương tróc màu xanh lá. Lại qua chớp mắt, ngay cả đầu nó đều triệt để nổ tung. Một sát na kia, Dương Khai không biết đã chọc cho nó bao nhiêu thương. Thường lòng thương sắc bén ma sát với cái đầu cưng rắn tóe ra vô số ánh lửa. nhuận tiểu nghĩ chu này chỉ có trình độ thất phẩm khai thiên. Dương Khai muốn giết bọn chúng, kỳ thật không phí chuyện gì. Trước đó, sợ dĩ không có động thủ, thật sự là bởi vì mạng nhện xung quanh quá mức vướng bận để hắn bó tay bó chân. Còn nữa, hắn kiên kỵ hai con đại nghỉ chu, không dám tùy ý thống hạ sát thủ. Bây giờ không hạ sát thủ thì không được. Vương chủ đã mặc hóa năm con tiểu nghỉ chu. Nếu còn không giết, kẻ bị chết sợ rằng sẽ là mình. Về phần giết xong thì làm sao bây giờ? Dung Khai đã không cân nhắc được nhiều như vậy. Bên này, một con tiểu nghỉ chu chết bất đắc kỳ tử. Bốn con khác rõ ràng đều lấy làm kinh hãi nhao nhao lùi về sau còn hai con đại nghĩ chu thì sửng sốt giận tím mặt miệng gào thét càng gấp gáp hơn cơ thể khổng lồ thuận từng cây tơ nhện cấp tốc giết ra thân ảnh chưa đến một cây nhọn đã từ xa xa chọc lấy dương khai dương khai từ trong một kích này thấy được bóng dáng không gian thần thông chân nhọn kia đột phá không gian phong tỏa trong nháy mắt đến trước mặt hắn Dương Khai quá sợ hãi, biết mình vẫn còn khinh thường hai con đại nghĩ chu này. Lúc này Hoành Thương ngăn trước người. Chớp mắt sau, lực lượng từ đối diện cuồng bạo ập đến. Thương lòng thương xích nửa đều rời khỏi tay. Dương Khai bị cổ đại lực này đụng cho bay ngược ra ngoài, miệng phun máu. Nhưng hắn không bay được bao xa, bởi hắn bị ngã vào trong một tấm mạng nhện. Cả người mở ra hình chữ đại bị dính bên trên. Dùng sức vẫy vùng một hồi là không thể thoát khỏi mạng nhện. Mà đại nghĩ chu đã cấp tốc phóng tới, thân ảnh của nó lơ lửng không cố định, không gian pháp tắc gia trì như thuấn di mà biến mất, xuất hiện lại biến mất, xuất hiện cấp tốc tiếp cận dương khai. Dương khai thấy vậy thầm rung lên. Hư không nghĩ chu lại thật sự tu hành không gian pháp tắc, chắc là huyết mạch thiên phú. Còn không xuất thủ nguy cơ bao trùm, dương khai nổi giận gầm lên. trên thân kim quan đại phóng khí tức thương lần nữa tràn ngập. hữu tâm lợi dụng nghĩ chu diệt trừ dương khai, vương chủ đầu dê thấy vậy xa sầm mặt bị bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh bốn con tiểu nghĩ chu cản trước mặt dương khai. đại nghĩ chu rõ ràng ngây ra không biết con của mình tại sao lại ngỗ nghịch với mình, miệng nó tê tê một hồi, dường như đang nói với bốn con tiểu nghĩ chu. Nhưng mà tiểu nghĩ chu bị mặt hóa, há sẽ để ý tới nó, cứ vậy mà lao vào vây công nó. Đại nghĩ chu nhất thời chân tay luống cuốn. Đại nghĩ chu xuất thủ với Dương Khai, đầu tiên hẳn là có linh trí, cuối cùng là nhìn ra một ít môn đạo. Từ trong miệng phun ra một đoàn mạng nhện xa xa trùm tới vương chủ đầu dê. Vương chủ đầu dê hừ lạnh một tiếng, người phiêu hốt tránh thoát. Nhưng mạng nhện bỗng nhiên khuếch trường, bao phủ toàn bộ hư không vương chủ đồ dê nhất thời không quan sát là bị mạng nhện này trùm lên. Không đợi hắn xuất thủ hủy đi mạng nhện, đại nghĩ chu kia đã cấp tốc giết đến. Dương Khai cũng bị dính lên lưới nhện, thấy vậy đại hỷ. Hai phe này đánh túi bụi. không ai để ý đến hắn, mình mới có thể tìm cơ hội thoát khốn. Không chần chừ, Dương Khai lập tức thôi động kim ô chân hỏa. Tơ nhện này cực kỳ cứng cỏi, mà lại tính dính đặc biệt mạnh. Có điều kim ô chú nhật hẳn là có thể khắc chế những tơ nhện này. Thiên địa vĩ lực điên cuồng thiêu đốt, chỉ một thoáng, cả người hóa thành một quả cầu lửa, mạng nhện quả nhiên bị hòa tan ra. Vương chủ đang giao thủ cùng đại nghỉ chu, bỗng quay đầu, lập tức muôn rác cả mì mắt, khoát tay đánh bay đại nghỉ chu kia ra. Đại nghỉ chu tuy có thực lực bác phẩm đỉnh phong, vương chủ cũng trọng thương, nhưng thực lực đôi bên y nguyên có cách biệt một trời nếu vương chủ đầu dê thật sự muốn đánh giết đối phương chỉ sợ không đến mười mấy hơi đã có thể đắc thủ một bên khác dương khai vừa mới thoát khốn thấy vậy trong lòng siết chặt biết mình vẫn đã coi thường vương chủ này âm thầm cảm thấy may mắn may mắn sau khi thoát khốn mê vụ thiên tượng không đi phục kích hắn trước đó lấy nhiệt thế ma nhãn quan sát phát giác thường thế của hắn rất nặng Dung khai thậm chí sinh ra suy nghĩ vận dụng tăng lực mà phân cao thấp bây giờ xem ra làm như vậy mình xác định không phải là đối thủ có thể trốn được cường giả bậc này thời gian dài như vậy dương khai đã không khỏi bồi phục chính mình đánh lui đại nghĩ chu kia vương chủ đầu dê lập tức truy đuổi dương khai nhưng mà đại nghĩ chu kia lại lần nữa đánh giết tới vương chủ tức giận lại đấm ra một quyền Lần này vận dụng lực lượng lớn hơn, đánh lõm cả đầu của đại nghỉ chu, không biết sinh tử ra sao. Hắn lại phi đi, vội vàng truy kích Dương Khai. Giờ khắc này, toàn thân Dương Khai tràn ngập ánh lửa, đột phá từng tầng mạng nhện. Cuối cùng, tại ba hơi sau, bốn phía đã không còn cản trở. Tình hóa chi quan nở rộ, ngăn cách khí cơ vương chủ. Thôi động không gian thần thông trong nháy mắt biến mất. Mà ngay khi hắn biến mất, khí cơ vương chủ cũng đồng thời chấn động. Đối phó Thuấn Di như thế nào, trải qua thời gian dài, vương chủ đầu dê đã xe nhẹ đường quen, bỏ mặt không quan tâm. Một lần tên này có thể Thuấn Di đi rất xa, khí cơ chấn động mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản hắn Thuấn Di, nhưng là có thể quấy nhiễu rất hữu hiệu. Quả nhiên, ngoài trăm vạn dặm, dung khai đẫm máu ngã ra khỏi hư không, quay đầu lại rồi tiếp tục chạy trốn. Người chạy được sao? Vương chủ giận dữ, mau chóng đuổi theo. Sau khi hai người này đi, Đại Nghĩ Chu bị vương chủ đầu dê nện lỏng đầu mới lung lay thân thể. Quay đầu nhìn bạn lữ của mình và bốn hài tử. Bên kia còn đang đại chiến. Bốn con tiểu Nghĩ Chu cố nhiên không phải là đối thủ của Đại Nghĩ Chu. Nhưng Đại Nghĩ Chu cũng không đành lòng thống hạ sát thủ Thời gian như quay lại lúc Dương Khai cùng Vương Chủ xâm nhập mê vụ thiên tượng. Hai người một đuổi một chạy. Hai người không biết vượt qua bao nhiêu ức vạn dặm. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Trong hư không kia đã không có lưu lại thần thông cấm chế. Đây đã không còn là chiến trường cần cổ. Càng ngày càng nhiều thiên tượng kỳ lạ hiện ra trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai thậm chí nhìn hoài nghi. Trong niên đại rất cổ lão, thiên tượng trong chiến trường cận cổ cũng dày đặc như này. Chỉ bởi vì trận đại chiến kia, rất nhiều thiên tượng đều bị phá hủy. Gần như trong mỗi một chỗ thiên tượng đều truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chịu khổ một lần trong thiên tượng lần trước, bây giờ Dung Khai đã phi thường cảnh giác những thiên tượng này không dám tự tiền xông vào. Phải biết, lúc ấy trong mê vụ thiên tượng, chẳng những hắn chịu khổ, ngay cả vương chủ cũng vậy thường thế của tên này gần như đều được tạo thành từ trong mê vụ thiên tượng đó tình hình bây giờ nguy hiểm đến mức dương khai thậm chí không có thời gian dừng lại thôi động càng khôn quyết nếu có thể thôi động càng khôn quyết hắn còn có thể nhờ đó xác định vị trí của khu mặt hạm sau đó đi lần theo nhưng không có công phu thôi động càng khôn quyết vậy chỉ đành chịu mà thôi còn nữa bây giờ tình cảnh lạc đường càng nghiêm trọng khuôn mặt hàm cách mình không biết bao nhiêu xa. e là cho dù có thể thôi động càng khôn quyết, cũng không thể thành lập liên hệ với càng khôn đại trận. Nhiều năm trốn chạy, thế cục càng ngày càng bất lợi với hắn. chương 5424 Mỗi một lần thi triển không gian thuấn di đều phải tiếp nhận vương chủ kia chấn kích một lần. Lần một lần hai thường thế có lẽ không tính là gì, nhưng dương khai đã cực tới mức không nhớ rõ mình tiếp nhận bao nhiêu lần chấn kích nhiều năm qua thương thế tích lũy mặc dù hắn có long mạch chi thân cũng khó có thể khỏi hẳn còn vương chủ đầu dê thường thế vẫn như cũ tuy vẫn trọng thương nhưng có vẻ không có dấu hiệu chuyển biến xấu dương khai thôi động không gian thuấn di tần suất ngày càng cao mang ý nghĩa hắn càng ngày càng khó thoát khỏi vương chủ yên lặng đánh giá dựa theo tình hình này nếu không có biến cố gì, chỉ sợ nửa năm sau mình sẽ bị tóm. Còn nếu thương thế của mình tăng thêm, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Dương Khai biết, mình nhất định phải mượn nhờ thiên tượng rồi. Mặc kệ những thiên tượng kia có quỷ quỷ khó lường ra sao, không tái trợ những thiên tượng này, cuối cùng mình chỉ có một con đường chết. Lợi dụng thiên tượng có lẽ còn có hy vọng sống. Hạ quyết tâm Dung Khai vừa trốn chạy, vừa tìm khắp xung quanh. Hai tháng sau, một mảnh xanh thẳm hiện ra trong tầm mắt, bao phủ cả một không gian to lớn. Dung Khai hơi thất thần, cho đến tận nay, mặc dù đã gặp rất nhiều thiên tượng, nhưng thiên tượng này là thiên tượng sắc thái rực rỡ nhất, mà lại thể lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Cách quá xa, hắn tiếp tục ra sức chạy vội. Phương chủ đầu dê hiển nhiên cũng phát hiện thiên tượng kia, thấy rõ ý đồ của dương khai truy kích càng hung mãnh nồng đậm mặt chi lực được thôi động tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần có vết xe đổ lần trước hăng hái có thể dám tùy tiện để cho dương khai xâm nhập trong thiên tượng sau lưng khí cơ lăng lệ cấp tốc đến gần dương khai biến sắc không lo được quá nhiều liền vội vàng thôi động không gian pháp tắc thuấn di chớp mắt sau hắn rớt ra khỏi hư không đồng thời phun ra một ngụm máu. Vừa hay nhờ vào thiên tượng xanh thẳm ngay phía trước. Đưa mắt nhìn chăm chú, Dương Khai ngẩn ngơ. Nhìn từ đằng xa, người ta chỉ biết thiên tượng này sắc thái nồng đậm, còn không rõ bản chất của thiên tượng này. Nhưng đến gần, Dương Khai mới phát hiện ra. Thiên tượng xanh thẳm thật sự là một vùng biển rộng. Một vùng biển nằm trong hư không rộng lớn. Nếu trước đó có người nói cho hắn biết, trong hư không kia có một vùng biển, Hắn kiên quyết sẽ không tin, mà giờ khắc này là thật sự có một vùng biển hiện ra trước mắt hắn. Trên đời này có quá nhiều huyền bí mà con người ta chưa khám phá ra hết. Trước mắt, biển cả phản phất như một vùng biển chết, nước biển ngưng kết, không thấy chút gợn sóng. Dung Khai cũng không có từ đó cảm nhận được nguy hiểm gì, thế nhưng từ kinh nghiệm mê vụ thiên tượng nói cho hắn biết, những thiên tượng này có nguy hiểm hay không? Tuyệt không thể chỉ nhìn từ bề ngoài, chỉ có xâm nhập vào trong mới biết. Đứng trước thiên tượng biển cả, Dương Khai quay đầu, thấy vương chủ đầu dê cấp tốc lướt tới, thần sắc lo lắng. Dương Khai trì trệ không tiếng, dường như để hắn hiểu nhầm điều gì. Hắn truyền âm nói. Lấy trạng thái bây giờ của người, xâm nhập trong đó hắn phải chết không nghi ngờ, thúc thủ chịu trói đi. Dương Khai nhếch miệng cười, nghiêng đầu phun máu, ngoài miệng mắng một tiếng, liền xoay người, không chút do dự đâm vào trong. Chết hay không, ít ra còn đỡ hơn chết trên tay người. Vương chủ hơi biến sắc. Dương Khai quả quyết nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Một lát sau, hắn đến trước biển cả thiên tượng, yên lặng cảm giác, quanh thân chấn động, mặt chi lực bao trùm toàn thân, rồi lao vào. Rất nhanh hắn đã xông trở lại, sắc mặt âm trầm không chừng. Nhìn từ bề ngoài, biển cả này gió êm sóng lặng, không dậy nổi nửa điểm gần sóng. Nhưng thật tiến vào bên trong mới biết, trong biển rộng bộ ám lưu hung dữ, vô số mạch nước ngầm giao hội liên tục lưu thoáng. Để vương chủ kiên kỵ là sức mạnh trong mạch nước ngầm cực kỳ mãnh liệt, chính là vương chủ như hắn lại đều khó có thể chịu đựng. Đi vào ba hơi, mặt chi lực bị cọ rửa nghiêm trọng, cũng may, nơi này không giống mê vụ thiên tượng. Trước đó hắn xông vào mê vụ thiên tượng, trước sau không thể thoát khốn. Nơi này hắn lại có thể bằng vào thực lực cường đại, ngành sinh sinh thoát đi. Tiến vào thiên tượng bên trong, tên kia còn có thể sống hay không? Vương chủ đầu dê cảm thấy dương khai chết chắc. Còn nữa, mạch nước ngầm trong đó biến ảo dập chờn Hắn tiến vào bên trong cũng chưa hẳn có thể tìm thấy bóng dáng của dương khai. Lăng lập trong hư không Vương chủ đầu dê không ngừng suy tư Trầm ngâm hồi lâu rồi rời đi Không bao lâu sau Một tòa càng khôn chết Đã bị hắn nai dây đến bên ngoài biển cả thiên tượng Trong hư không Càng khôn chết đi như vậy nhiều vô số kẻ Đoạn đường hắn truy kích Dung khai nhìn thấy vô số Muốn tìm một tòa càng khôn Không phải là việc khó Tòa càng khôn này thể lượng không có nhỏ Mà ở trước mặt biển cả thiên tượng giống như một con kiến trước mặt con voi. Vương chủ thật sâu đưa mắt nhìn biển cả thiên tượng, bỗng hái miệng, nồng đậm tinh thuần mặt chi lực dân trào. Mặt chi lực kia ngưng tụ không tan, rất nhanh hóa thành bộ dáng một đóa hoa chấm nở. Mặt xào Các vương chủ bọn hắn đều có mặt xào của riêng mình. Mặt còn trông cậy vào bọn hắn có thể đánh bại nhân tộc, công chiếm 3.000 thế giới rồi đến cứu vớt mình mặt xào là căn cơ của mặt tộc, các vương chủ há lại sẽ không mang theo bên người. Vương chủ đầu dê hai tay dân mặt xào giống như bưng lấy vật thần thánh nhất, trên mặt tràn đầy vẽ thành kính. Hắn gieo mặt xào xuống, thôi động mặt chi lực, rót vào trong mặt xào. Mặt xào cấp tốc bành trướng, nở rộ ra. Nửa tháng sau, từ trong mặt xào xuất hiện rất nhiều mặt tộc. Sau khi cung kính hành lễ với vương chủ đầu dê thì tứ tán rời đi. Nhìn qua biển cả thiên tượng, vương chủ hừ nhẹ một tiếng. Tuy nói hắn cảm thấy Dương khai vào trong có khả năng chết rất cao, nhưng mọi thứ dù sao phải đề phòng vạn nhất. Trong khoảng thời gian này, vương chủ được chứng kiến rất nhiều thủ đoạn lạ kỳ cổ quái của Dương khai, biết rõ mạng tên này rất dài. Nói không chừng hắn có thể thoát khốn, cho nên hắn cần phải lưu lại đây. Chỉ dựa vào một mình hắn thì khó mà giám sát toàn bộ biển cả thiên tượng nhưng hắn là mặt tộc vương chủ, còn có mặt xào. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, hắn có thể để cho bọn nô bộc triệt để vây quanh nơi này. Một khi dương khai thoát khốn tất không qua được mắt hắn. Mà lại thương thế của hắn cũng thật sự nghiêm trọng, vừa hay mượn cơ hội này chữ thương. Ở đây lưu trú là nhất cử lưỡng tiện. Thời gian trôi qua, mặt xào càng rộng rãi, nụ hoa đã hoàn toàn nở rộ, không ngừng gia tăng số lượng mặt tộc. Những mặt tộc này ra ngoài tiến về bốn phía hư không khai thác tài nguyên, đầu nhập vào mặt sào, dựng dục ra càng nhiều mặt tộc. Lúc này bên trong biển cả thiên tượng, Dung Khai đầu óc trắng ván, toàn thân chồng chất vết thương, gần như không có một chỗ hoàn hảo. Hắn đã hóa thân thành cổ long chi thân, nhưng mà vẫn khó đối kháng mạnh nước ngầm trùng kích, vảy rồng tróc ra sạch sẽ, trên da thịt đầy là vết thương long huyết tràn ngập xung quanh. Vẹn vẹn chỉ là mạch nước ngầm trùng kích, thì thôi đi. Dương khai mặc dù chống cự gian khổ, cổ long chi thân còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Để dương khai cảm thấy rất bất đắc dĩ là trong từng đạo mạch nước ngầm là đều tích chứa đủ loại ý cảnh. Âm dương ngũ hành biến hóa trong những dòng nước ngầm này, thậm chí bên trong mạch nước ngầm tích trữ vô tận kim ý cắt chém lòng thân vô cùng thê thảm mỗi một mạch nước ngầm đều tương đương với một vị cường giả đang không ngừng thôi động ý cảnh công kích vật từ bên ngoài đến dương khai bị cuốn từ mạch nước ngầm này vào một mạch nước ngầm khác không biết bị công kích bao nhiêu nhiều lần gần như bất tỉnh mạch nước ngầm có mạnh có yếu lúc gặp được những mạch nước ngầm hơi yếu dương khai mới miễn cưỡng có cơ hội thở dốc vội vàng nút đinh đan chữa thương khôi phục. Thời điểm ban sơ, Dương Khai không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho bọn chúng cuốn mình đi hết chỗ này sang chỗ khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần nghiệm ra một ít môn đạo, mượn lực từ chúng, nước chảy bèo trôi theo. Làm như vậy, mặc dù không thể hoàn toàn tránh bị mạch nước ngầm cọ rửa, nhiều ít vẫn có giảm bớt áp lực chỉ là hắn cũng rõ mình làm như thế chỉ là đang kéo dài hơi tàn. Sớm muộn có một ngày mình sẽ bị mạch nước ngầm cọ thành bột mịn. Hắn muốn tìm kiếm đường ra nhưng mạch nước ngầm không quy luật rõ ràng nào. Lại tìm kiểu gì? Thường thế càng ngày càng nghiêm trọng. Trong tiểu càng khôn, thiên địa vĩ lực nhập không đủ xuất. Hạ phẩm thế giới quả dù có thể cấp tốc bổ sung. Nhưng trước đó khi bị vương chủ trì kích đã bị hắn dùng sạch sẽ bây giờ chỉ có thể nuốt khai thiên đan để đền bù. Một khi lực lượng khô cạn, hậu quả thật sự không chịu nổi. Nhất định phải tìm kiếm đường ra nếu không chết chắc. Hắn thử thả ra thần niệm do xét tứ phương, nhưng mạch nước ngầm phun trào khiến cho ngay cả thần niệm đều bị chém đứt. Hắn lại đau đến không muốn sống. Biển cả thiên tượng này rộng lớn như vậy, nội bộ luôn phải có chỗ lặng sóng, không đến mức bị mạch nước ngầm toàn bộ tràn ngập. Cắn răng, Dương Khai thu long thân. Một bên để mạch nước ngầm cuốn đi, một bên không để ý thần niệm hao tổn điều tra xung quanh. Đau đầu muốn nứt, đau đớn do thần niệm bị mạch nước ngầm ma diệt, khiến sắc mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Không biết qua bao lâu, đến khi Dung Khai gần như sắp không kiên trì nổi, hắn bỗng phát giác Gần đó dường như có một khu vực không cuồng bạo như thế. Hắn quá sức vui mừng, vội vàng thôi động lực lượng, lao đi về phía đó. Toàn bộ quá trình cực kỳ gian khổ, huyết nhục trên người đều bị cọ rửa xuống, lộ ra xương cốt xâm bạch. Thương Long Thương mở đường, mọi vượt mọi chông gai trong dòng nước ngầm. Tận nửa canh giờ sau, Dương khai mới xông qua mạch nước ngầm cuồng bạo, xông vào một dòng nước ngầm khác. Đến lúc này hắn lại cảm nhận được khu vực không cuồng bạo kia dường như cách mình càng xa nhưng khai khẩn trương càng hung mãnh thôi động lực lượng hắn không biết trong khu vực kia là như nào nhưng trong lòng rõ ràng một khi bỏ lỡ cơ hội lần này sợ rằng không có lần thứ hai từ lúc chào đời cho thế này chưa bao giờ có dục vọng cầu sinh mãnh liệt như vậy đau đớn trên nhục thân trên thần hồn khiến hắn gần như chết lặng trong đầu chỉ có một ý niệm xông phá tất cả trở ngại phía trước mới có hy vọng sống. Phá! Dương Khai gầm thét há miệng, phun ra một hạt châu căng tròn. Chương 5425 Lòng châu giống như nội đan của yêu thú là kết tinh cả đời tu hành, thường sẽ không tùy tiện tế ra, mà một khi tế ra chính là kết cục không chết không thôi. Tế ra lòng châu trực tiếp tấn công địch, Tuy rằng uy lực cường đại, thế nhưng cũng rất dễ khiến Long Châu hư hao. Một khi Long Châu phá toái, vậy một thân Long Mạch chi lực đều sẽ thành cây không rễ, nước không nguồn, sớm muộn hư mất. Dương Khai từng tế ra Long Châu đánh chết một vị vực chủ trọng thương. Long Châu sau đó bởi vậy bị hao tổn, để hắn tu dưỡng thật nhiều năm mới khôi phục được. Lúc kia Long Mạch của hắn còn không có cường đại như bây giờ, hóa thành Long Thân cự Long ba ngàn trượng mà thôi. Hiện nay, Long Châu cổ Long 7.000 trượng so với lúc trước, cường đại đâu chỉ mấy lần. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Dương Khai. Lúc này, lực lượng tiểu càng khôn gần như khô cạn, nhục thân rách mướp, mạch nước ngầm cuồn cuộn. Nếu ngay cả Long Châu đều không phá nổi mạch nước ngầm này, Dương Khai cũng là vô kế khả thi. May mà Long Châu không phụ sự nhờ vả vừa tế ra liền bọt phát ra uy năng cường đại, trên long châu mơ hồ có một thân ảnh cự long xoay quanh long uy tràn ngập những nơi đi qua mạch nước ngầm tan vỡ trên long châu cũng nứt ra từng khe hở dương khai theo sát long châu xông ra khỏi mạch nước ngầm bước vào trong một mạch nước ngầm khác long châu tiếp tục vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi trên hạt châu mượt mà càng xuất hiện nhiều vết nứt liên tiếp phá vỡ ba mạch nước ngầm dương khai lo lắng cho long châu có bị mạch nước ngầm cọ nát hay không. Bỗng nhiên, toàn thân chợt nhẹ. Dương Khai không khỏi sinh ra ảo giác, nhảy vào một thế giới khác. Từ khi xâm nhập biển cả thiên tượng cho tới nay, khắp nơi hung hiểm, mà nơi đây lại chỉ cảm nhận được sự tường hòa. Đây vẫn là một mạch nước ngầm, chỉ là không có hung mảnh như những mạch nước ngầm kia. Dương Khai mờ hồ phát giác, bốn phía tràn ngập ý cảnh, chỉ là còn chưa kịp cẩn thận điều tra trước mắt đã biến thành màu đen, ý thức mơ hồ. Hắn biết mình đã đến cực hạn, nhục thân thần niệm, thậm chí long châu đều có tổn hại, khoảng cách tử vong chỉ còn đúng một bước. Không suy nghĩ nổi, tranh thủ thu hồi long châu trông như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát kia. Ngay sau đó, Dương Khai triệt để mất đi ý thức, té xỉu. Ý thức hỗn loạn, tư duy trì trệ, đó là dấu hiệu thần niệm bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Lúc trước khi còn tại đại diễn quan Dương Khai sử dụng sáu hồn thứ cướp đặt bực chủ mặt sao Vận dụng quá nhiều sáu hồn thứ Kết quả chính là như này Dương Khai không biết Mình bất tỉnh trong bao lâu Khi hắn tỉnh lại vẫn còn thấy mê man Cổ nén đau đớn Trước cuộc Dương Khai nhớ lờ mờ Nhớ lại chuyện trước khi hôn mê Không dám thất lễ Vội vàng đắm chìm tâm tư Thôi động ôn thần liên Tù bổ thần niệm thần niệm có hại ngay cả tư duy đều chịu ảnh hưởng cực kỳ bất lợi đối với tình cảnh bây giờ cho nên việc cấp bách trước mắt là khôi phục thần niệm về phần nhục thân chỉ là thứ yếu ôn thần liên chính là thiên địa chí bảo cho dù trong lúc dương khai hôn mê nó cũng đang không ngừng tiêu tán lực lượng thần diệu tẩm bổ thần niệm cho dương khai bây giờ tỉnh lại chủ động thôi phát hiệu quả tất nhiên càng tốt hơn dù là vậy Dương Khai đoán chừng, mình tối thiểu nhất cần bỏ ra hơn nửa năm, thần niệm mới được đại thể tu bổ. Tuy còn chưa khỏi hẳn, lại đã không ảnh hưởng tư duy. Thường thế còn lại sẽ tiếp tục được ôn thần liên giúp từ từ khôi phục. Trong khi tu bổ thần niệm, Dương Khai cũng không quên thường thế trên nhục thân. Phục dụng cả đống linh đan dịu dược, lại thêm năng lực khôi phục của Long Mạch. Bây giờ tuy trông còn rất thê thảm, dù sao còn tốt hơn rất nhiều với bộ dáng toàn thân bị lóc thịt khi trước dù sao còn tốt hơn rất nhiều bộ dáng toàn thân bị lóc thịt khi trước lần này thụ thương quá nghiêm trọng Đây là lần dương khai thụ thương nặng nhất trước đây cho dù có nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng không thê thảm như vậy đến lúc này hắn mới có thời gian dò xét hoàn cảnh xung quanh yên lặng cảm giác một lát dương khai bắt đầu tính toán có thể khẳng định là mình vẫn còn trong biển cả thiên tượng. Mạch nước ngầm này cuốn lây hắn không ngừng du tẩu trong biển cả thiên tượng. Mạch nước ngầm này hoàn toàn không giống những mạch nước ngầm trước đó. Mạch nước ngầm khác tích chứa đủ loại ý cảnh. Ý cảnh thiên hình vạn trạng hóa thành vô hình hung cơ, dạo sát tất cả kẻ ngoại lai xâm nhập. Bây giờ mạch nước ngầm này thì bình ổn vô cùng, không có chút hung cơ, chỉ có sự tường hòa, mà so với bên ngoài chính là một trời một vực. Dương Khai không khỏi kỳ quái. Trong dòng nước ngầm khác đều tích chứa ý cảnh. Mạch nước ngầm này vì sao lại không có? Hắn nghiêng lặng cảm giác, chợt mở to mắt. Không đúng, trong mạch nước ngầm này cũng có ý cảnh. Chỉ là ý cảnh kia không có sát thương, cho nên mới rất tường hòa. Đây là ý cảnh gì đây? Dương Khai cố gắng dung nhập bản thân vào trong ý cảnh kia. Quả nhiên, hắn phát giác được có lực lượng vô danh đang cọ rửa nhục thân mình. Chỉ có điều sự dội rửa này không có ảnh hưởng đối với mình quá lớn. Bỗng quanh thân dung khai đại chấn. Hắn bỗng nhiên minh bạch, nơi này đến cùng tích chứa ý cảnh gì? Là thời gian ý cảnh. Nếu không phải dung khai tu hành thời gian pháp tắc, sợ rằng sẽ không phát hiện được điểm này. Thời gian trôi qua, vô ảnh vô hình, mà thời gian luôn luôn vô thanh vô tức xẹt qua khiến người ta không thể nào phát giác nhưng mà dương khai lại nhận ra có sự xuất hiện của nó trong này nơi này vậy mà tích chứa thời gian ý cảnh vậy thứ cọ rửa bản thân là lực lượng thời gian phát tắc rất vi diệu khiến hắn khó mà phát giác bỗng nhiên dương khai lại nghĩ tới một danh tự đã được nghe từ rất lâu thời quan chi hà khai thiên cảnh tu hành cần đại lượng thời gian tích lũy trừ khai thiên đan thiên địa tự sinh khai thiên cảnh tu hành có rất ít đường tắt. Có hai con đường phổ biến không ít người biết. Một là tiểu nguyên giới. Dương Khai khi còn là lục phẩm khai thiên, từng tiến vào tiểu nguyên giới của âm dương đồng thiên để tu hành. Hắn có thể tấn thăng thất phẩm khai thiên nhanh như vậy là có quan hệ không nhỏ với lần tu hành kia. Lần đó đỡ cho hắn mấy trăm năm khổ tu. Mà đường tắt thứ hai chính là thời quan chi hà. Lúc trước từ Linh Công dẫn hắn tiến về tiểu nguyên giới từng nói qua việc này. Trong thời quan chi hạ, tốc độ thời gian không như ngoại giới. Có lẽ ngoại giới đã qua một năm, nhưng trong thời quan chi hòa đã có 10 năm trăm năm. So ra tiểu nguyên giới chân chính đường tắt, còn thời quan chi hà giống như tiểu càng khôn của Dương Khai. Bên trong đó thời gian là chân thật tồn tại, chỉ là có tỷ lệ khác biệt so với ngoại giới. Tiểu nguyên giới xác thật cao minh, các đại động thiên phúc địa đều coi như trấn tông chí bảo, không phải đệ tử tinh nhuệ thì không được vào. Mà lại sau mỗi lần tiến vào, tiểu nguyên giới đều phải tu dưỡng rất nhiều năm mới có thể lần nữa được mở ra. Ngoài việc được nghe từ Linh Công nói, Dương Khai chưa bao giờ thấy thứ này. Ba ngàn thế giới không có, mặt chi chiến trường không có, Dương Khai vẫn cho rằng đây là tin đồn cổ lão. Tự Linh Công hẳn là nhìn thấy phương diện này trên điển tịch của âm dương động thiên mà cho đến hôm nay hắn mới biết thời quan chi hà là thật sự tồn tại. Ngoài kia có từng mạch nước ngầm tích chứa đủ loại ý cảnh, nếu có thể tước đoạt toàn bộ, vậy chẳng những có thời quan chi hà, còn có kiếm đạo chi hà, đao đạo chi hà, âm dương chi hà. Ba ngàn thế giới có lẽ từng xuất hiện thời quan chi hà, cho nên mới cứ ghi chép về phương diện này. Biển cả thiên tượng này được tạo ra như thế nào? Dung Khai rất rung động. Bây giờ hồi tưởng trên từng mạch nước ngầm, các loại ý cảnh biến hóa, chợt nhìn giống như là từng vị cường giả đang thi triển công kích tinh diệu. Nhưng cẩn thận phỏng đoán, bản chất những biến hóa này đều lộ ra vẻ cực kỳ cổ lão, không thể ngược dòng tìm hiểu. Dung Khai lập tức sinh ra một tim minh ngộ. Biển cả thiên tượng này liên đối tất cả các thiên tượng khác, có lẽ đều được sinh ra cùng thiên địa sơ khai trên từng thiên tượng ẩn chứa thiên địa chi uy cho nên ý cảnh mới có thể lộ ra sự cổ lão như vậy để tôn cảnh võ giả chỉ thấy rõ đạo ngưng tụ đạo ấn mới có thể đột phá gông cùng xiên xích tấn thăng khai thiên cái gọi là ba ngàn đại đạo đạo pháp vô tận cho nên trên cơ bản đạo ấn mỗi khai thiên cảnh đều có sự khác biệt cho dù là các võ giả tu hành một loại đạo cũng giống vậy không gian chi đạo của Dương Khai không có khả năng giống của Lý Vô Y. Thời gian chi đạo của hắn cũng không có khả năng giống như Tuế Nguyệt Đại Đế, Dương Tiêu hay Dương Tuyết. Những bà giả sinh sống trong tiểu càng khôn của hắn, kế thừa thương đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo của hắn, có được ưu thế trên việc tu hành các đại đạo này, nhưng bọn họ cũng không có khả năng sở hữu đại đạo giống như Dương Khai. Mà vạn đạo giao hội luôn có đầu nguồn, Đầu nguồn kia chính là chỗ ăn căn cơ đại đạo. Cái gọi là đại đạo vô tận trăm sông đổ về một bể chính là như vậy. Mà vạn đạo giao hội luôn có đầu nguồn, đầu nguồn kia chính là căn cơ của đại đạo. Cái gọi là đại đạo vô tận trăm sông đổ về một biển chính là như vậy. Biện cả thiên tượng được sinh ra lúc thiên địa sơ khai, ý cảnh tích chứa trong từng mạch nước ngầm, dù không phải đầu nguồn của đại đạo cũng lây dính khí tức đầu nguồn. Đó là lực lượng nguyên thủy nhất thiên địa, là căn cơ của các loại đại đạo. Chương 5426 Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười. Ban đầu còn rất nhỏ nhẹ, sau dần dần trở nên hào phóng, cười không ngừng tới nỗi nước mắt đều chảy ra. Họa là chỗ dựa của Phúc, trong họa có Phúc. Hắn cũng không nghĩ tới vì thoát khỏi vương chủ kia truy sát, mạo hiểm xâm nhập vào trong biển cả thiên tượng này, lại sẽ vô tình xâm nhập vào trong một chỗ bảo tàng thiên địa phủ bụi nhiều năm. Không sai, từng mạch nước ngầm trong thiên tượng này tuyệt đối là bảo tàng thiên địa bang. Đây là thần kỳ của tạo hóa. Dương Khai thật muốn hảo hảo cảm tạ vương chủ đầu dê. Nếu không phải hắn lưu luyến không buông tha, mình nào có cơ duyên như ngày hôm nay hàng tấn thăng thất phẩm đã mấy trăm năm. Mặc dù điều kiện tiểu càng khôn càng thêm hậu đãi so với khai thiên cảnh khác, càng có thế giới tử thụ phong trấn tiểu càng khôn, tốc độ tu hành nhanh hơn xa hơn người thường, nhưng tấn thăng bác phẩm cũng nguyên nguyên xa xa khó với tới. Hắn xem chừng tối thiểu nhất cần 2.000 năm. 2.000 năm, khoảng thời gian này đối với hắn là quá mức lâu dài. Dung Kha luôn đau đầu vì vấn đề này, làm thế nào mới có thể tăng lên tốc độ tu luyện, sống ngày tấn thăng bác phẩm? Hắn thậm chí sinh ra đi tìm suy nghĩ Thái Khư Cảnh, tìm Thế Giới Thụ lấy một thượng phẩm Thế Giới Quả. Nhưng mà Thái Khư Cảnh từ xưa tới nay mờ mịt vô tung, lần trước có thể tiến vào là cơ duyên xảo hợp, còn muốn đi vào nữa, nói thì quá dễ nghe. Huống chi? Coi như thật sự tiến vào Thái Khư, Thế Giới Thụ thật sự sẽ cho hắn một viên thượng phẩm thế giới quả hay sao? Lần này thì tốt rồi, có thời quan chi hà, không cần phải phát sầu. Cũng không biết tỷ lệ thời gian trong này so với ngoại giới là bao nhiêu. Thời gian pháp tắc nơi này rất nồng đậm, hẳn sẽ không nhỏ hơn 10. Nói cách khác, hắn ở đây 10 năm, ngoại giới nhiều lắm là một năm mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể ở đây an tâm tu hành đến ngày tấn thăng bác phẩm. Bây giờ mới chỉ là thất phẩm khai thiên, hắn không phải là đối thủ của vương chủ đầu dê, là có thể miễn cưỡng chạy trốn khỏi tay của đối phương. Nếu có thể tấn thăng bát phẩm coi như đánh không có lại, vương chủ đầu dê cũng đừng hòng bắt được hắn. Trong lòng giấy linh lửa nóng, Dương Kha lấy ra các loại tài nguyên bắt đầu luyện hóa. Đến lúc này hắn chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Tài nguyên trên tay mình đủ tấn thăng bát phẩm sao? Tài nguyên tu hành trên tay hắn cực kỳ khổng lồ, đủ tấn thăng bát phẩm còn dư xài. Bởi những năm trước, hắn cướp bóc không ít lãnh thổ mặt tộc, đoạt lại đại lượng vật tư. Nhưng trước đây, thương cần tài nguyên khôi phục, Dương Khai vuông tay cho hắn. Lại thêm những năm này vì trốn khỏi vương chủ mà sử dụng không ít lam tinh hoàng tinh. Âm Dương Hành tiêu hao nghiêm trọng, ngũ hành tài nguyên tuyệt đối là thừa dùng. Dương Khai sợ là sợ âm Dương Hành không có đủ. Nếu không thể tấn thăng bác phẩm, vậy thật đáng cười. Nhưng bây giờ lo lắng những thứ này cũng vô dụng. Có đủ hay không, cứ tu hành rồi biết. Thôi động lực lượng, một bộ âm dương ngũ hành tài nguyên cấp tốc bị luyện hóa. Một bộ ngũ phẩm tài nguyên ngắn ngủi mấy ngày bị hắn tiêu hao sạch. Dương Khai tiếp tục lấy ra một bộ âm dương ngũ hành. Thời gian tu hành luôn rất nhàm chán khô khang. Có điều cảm nhận được lực lượng tăng lên lại chân thực, khiến cho người ta vui mừng khôn xiết Cho nên cho dù có nhàm chán buồn tẻ ra sao, vợ giả vị mạnh lên mà vui vẻ đi bế quan tu hành. Thường thường mấy chục trên trăm năm như một ngày bình yên bất động. Mà một khi đắm chìm trong cảm giác lực lượng tăng lên kia, sẽ không còn cảm nhận được bất cứ buồn tẻ không thú vị gì. Như vậy gần nửa năm sau, thương thích trên nhục thân cơ bản đã khỏi hẳn thần niệm tuy còn có hại nhưng có ôn thần liên tổng bổ không cần dương khai đi quan tâm duy chỉ có long châu vẫn như cũ lộ ra đầy vết nứt từng có kinh nghiệm lần trước dương khai biết tu bổ long châu không gấp được cần long mạch từ từ ôn dưỡng có lẽ mấy trăm năm sau năm mới một lần nữa trở về viên nhuận vô hạn là một bộ tài nguyên bị hao hết dương khai mở mắt ra yên lặng cảm giác tình hình xung quanh chân mày hơi nhíu hắn phát hiện một số biến hóa thời gian nửa năm này hắn không những luyện hóa tài nguyên mà đồng thời lĩnh hội thời gian chi đạo từ nơi đây thu hoạch không nhỏ huyết mạch thiên phú của long tộc là thời gian đại đạo trong long đàm long mạch của hắn trưởng thành đến cổ long bảy ngàn trượng long mạch chi lực tăng nhiều thời gian chi đạo cũng bước ra một bước dài tăng đến cấp độ thứ bảy nhưng đây hoàn toàn không phải là cực hạn của hắn nơi này tràn ngập lực lượng thời gian đây còn là lực lượng cổ xưa nhất nó không giờ khắc nào không cọ rửa thể xác tinh thần của dương khai sự dội rửa này vô ảnh vô hình nếu không tu hành thời gian pháp tắc là không cảm nhận được mà dương khai là có thể nhờ sự dội rửa này để lĩnh hội ấn chiếu sở học không những vậy hắn còn có thể luyện hóa lực lượng thời gian nơi này tăng tiến tạo nghệ thời gian chi đạo nửa năm này hắn luôn làm như vậy nhưng Bây giờ hắn chợt phát giác Thời quan chi hà này dường như đã ngắn đi Tượng mạch nước ngầm trong biển cả thiên tượng này có chiều dài Mặc dù không cẩn thận điều tra Hắn lại biết Ban đầu nơi này dài khoảng 900 trượng Bây giờ vậy mà ngắn đi mất 50 trượng Là bởi vì mình luyện hóa nó hay sao? Dương Khai không rõ lắm Đâm chiều một lát Hắn không còn đi lĩnh hội thời gian chi đạo Mà là chuyên tâm tu hành lại nửa năm sau, Dương Khai mở mắt cảm giác xung quanh. Thời quan Chi Hà lại ngắn đi, có điều lần này không nghiêm trọng như trước. Chỉ ngắn đi khoảng 2-3 trượng, biến hóa không lớn. Nhưng Dương Khai hữu tâm lưu ý, Há sẽ không phát hiện ra. Biến hóa như vậy để Dương Khai mơ hồ thấy rõ một số thứ. Xem ra dù mình không luyện hóa, thời quan Chi Hà vẫn cứ rút ngắn đi. Nói cách khác, chỉ cần mình ở trong thời quan Chi Hà sẽ tiêu hao lực lượng của thời quan Chi Hà. Dù sao lực lượng thời gian không giờ khắc nào không ảnh hưởng tới mình Mình tu hành nửa năm đã bị rút ngắn khoảng 2-3 trượng Một năm là 5 trượng Nếu tu hành 1-200 năm Thời quan chi hạ chẳng phải là không còn hay sao Nếu chủ động luyện hóa Thời gian này sẽ còn ngắn hơn Chuyện này khiến cho Dương Khai tối sầm mặt Hắn nghĩ trốn trong này Tối thiểu nhất tu hành đến bác phẩm khai thiên Rồi xuất quan Nhưng hôm nay xem ra thời quan chi hà này cùng lắm là tồn tại 200 năm nữa sẽ biến mất. 200 năm, căn bản không đủ cho hắn tấn thăng bác phẩm. Phải làm sao mới tốt đây? Chợt nghĩ lại, biện cả thiên tượng này thể lượng khổng lồ. Nội bộ có vô số mạch nước ngầm, có một thời quan chi hà, chưa hẳn không có một nơi thứ hai. Hắn hoàn toàn có thể đi tìm. Chỉ cần có năm sáu thời quan chi hà chèo chống, hắn có hy vọng tấn thăng bác phẩm. Hiện nay, tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất. Không biết vương chủ kia còn truy sát hay không. Sẽ đến trước núi thì ắt sẽ có đường. Bây giờ cân nhắc quá nhiều còn khiến mình bó tay bó chân. Sau khi ổn định tâm thần, Dương Khai không còn đi luyện hóa thời quan chi hà, mà là chuyên tâm tu hành. Từng bộ tài nguyên bị tiêu hào, thời gian yên ắng trôi qua. Đúng như Dương Khai dự đoán, hắn tu hành một năm, thời quan chi hà đã khái rút ngắn năm trượng. Dương Khai dần dần quên đi hết thảy ngoại giới, chỉ nắm chìm trong tu hành, không thể tự kiềm chế. Tu hành thời gian dài như vậy, cho đến tận nay, hắn còn chưa bao giờ trải qua. Từ khoảng thời gian ban đầu có hơi không thích ứng, theo nội tình tiểu càng khôn dần dần gia tăng, hắn chậm chậm quen thuộc. Hơn 160 năm, đang tu hành, Dung Khai chợt bừng tỉnh, vội vàng mở mắt chỉ thấy thời quan chi hà lại chỉ còn ngắn ngủi không đến 10 trượng. Vốn là một con sông thật dài, giờ chỉ còn có 10 trượng mà thôi. Có lẽ bởi vì quá ngắn khó mà chống đỡ được mà bị các mạch nước ngầm xung quanh trùng kích, khiến nó lung lay như sắp đổ. Dương Khai có thể cảm nhận được có ý cảnh không phải thời gian ý cảnh bắt đầu chảy vào trong này. Hắn khẽ biến sắc, vội vàng thu hồi bộ tài nguyên còn chưa luyện hóa hết, rồi mau chóng đứng dậy đã tới lúc nên rời khỏi nơi đây. Mặc dù biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi ngày này thật sự tới, Dương Khai vẫn cảm thấy thất vọng mất mát. Hắn không chắc mình còn có thể tìm được thời quan chi hà thứ hai hay không. Dòng nước ngầm trong biển cả này hung hiểm như vậy, có lẽ còn chưa tìm được, đã chết trong dòng nước ngầm nào rồi. Nhưng mà bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Lặng yên thúc giục long mạch chi lực, trên da dương khai lập tức hiện ra vảy rồng tinh mịn ngay cả trên mi mắt cũng không ngoại lệ cả người liền trở nên lập loè kim quang chương năm nghìn sức mài mòn của mạch nước ngầm rất cường đại không tái trợ long mạch chi thân dương khai không có lòng tin ngăn cản tế ra thương lòng thương dương khai thở nhẹ một hơi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đang muốn trùng sát ra trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý niệm. Thời quan chi hà chỉ còn 10 trượng, bị mạch nước ngầm từ bốn phương tam hướng trùng kích vào, chắc chắn không trụ được quá lâu sẽ phá toái. Đến lúc đó thứ này sẽ hoàn toàn biến mất. 10 trượng không dài lắm, thế nhưng trong đó lại tích chứa không ít lực lượng thời gian. Mình có thể thu nó vào tiểu càng khôn hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Khai làm thế nào cũng không an nại nổi rụt rịch trong lòng lực lượng thời gian kia là đồ tốt, thu vào, sau hắn có thể dùng hợp. Không do dự, Dương Khai lập tức trọng mở tiểu càng khôn, thần niệm phun trào tứ phương, bao phủ thời quan chi hà, cưỡng ép kéo vào trong môn hộ. Chớp mắt sau, Dương Khai biến sắc, vội vàng khép tiểu càng khôn, thôi động thiên địa vĩ lực rót vào thương long thương. Long ngầm nổ vàng, thương long thương hóa thành một con cự long, phá vỡ một mạch nước ngầm ở phía trước trên vảy rồng tinh mịn, ánh lửa văng khắp nơi. Dương Khai bị đau mà gầm nhẹ, lòng huyết biểu phi. Mặc dù thực lực có một chút tiến bộ, nhưng rơi vào trong mạch nước ngầm, Dương Khai vẫn trong nháy mắt mình đầy thương tích. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt kia nghị, thân động theo thương xuyên thẳng qua dòng nước ngầm. Cũng lúc này thần niệm trải động điều tra tứ phương. Phải tìm ra một thời quan chia hà khác, chỉ có tìm được hắn mới có thể sống sót nếu không nhất định bị vô số mạch nước ngầm ma diệt chí tử. Thần niệm cũng đang không ngừng bị tổn hao, đau đớn khó nhịn. Vẫy đồng quanh thân cũng liên tục xoay tròn, sau đó bị mài tới mức ma diệt. Chỉ một lát, Dương Khai đã biến thành huyết hồ lô, toàn thân gần như không có một chỗ nào hoàn hảo. Nhưng mà hắn vẫn chưa tìm được thời quan chi hà. Lời hơn nửa canh giờ trôi qua, huyết nhục đã mất đi hơn phần nửa. Mạng lớn mạng lớn xương cốt lộ ra bên ngoài, trông thê thảm đến cực điểm. Khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng suy yếu, phản phất ánh nến trong mưa gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, thần niệm khó mà tiếp tục. Mỗi một lần thôi động đều đau đớn đến tê liệt. Nội tâm của hắn bị thương vô cùng, lần trước vận khí tốt, thời khắc sống còn dùng long châu mở đường mới thoát chết. Lần này chỉ sợ không còn vận may như vậy. Mà lại Long Châu dù trải qua 200 năm tu dưỡng vẫn không khôi phục lại, còn có rất nhiều vết nứt. Bây giờ mà dùng, không chừng sẽ phá toái mất. Cùng đường mạc lộ, Dương Khai đột nhiên phát giác, cách đó không xa có một mạch nước ngầm yên tĩnh, lại là, là một thời quan chi hạ. Dương Khai quá sức vui mừng, vội vàng cầm thương đột tiếng. Mười mấy hơi, sau khi xông qua hai mạch nước ngầm, đâm vào trong mạch nước ngầm này, vội vàng cảm giác một phen, xác định trong mạch nước ngầm này không có nguy hiểm, mới dám ngã quỵ rồi ngất đi. Hai năm, Dương Khai khôi phục thương thế, chuẩn bị xuất phát. Nơi này không có sắc cơ, là không phải thời quan chi hà. Đây là một tự nhiên đại đạo chi hà, dài chừng hai ngàn trượng. Chỉ tiếc, đại đạo này không thích hợp cho hắn lắm, cho nên trong hai năm qua, trừ việc chữa thương chính là nghiên cứu mười trượng thời quan chi hà, mà thời khắc sống còn mình đã thu được thời gian đại đạo ý cảnh diễn dịch, lực lượng thời gian bị tiểu càng khôn hấp thu, giúp hắn tiếp tục có cảm ngộ. Tuy vậy ngắn ngủi mười trượng không thể giúp cho hắn quá nhiều. Một phương diện khác, Dương Khai lại từ đó tìm ra một phương thức tu hành mới. Mỗi một mạch nước ngầm đều là một đại đại đạo diễn hóa, ở trong đó liền hóa đại đạo chi lực tất nhiên là được, nhưng nếu trực tiếp đưa chúng vào tiểu càng khôn, tốc độ luyện hóa sẽ càng nhanh hắn không tu hành tự nhiên chi đạo. Trong những võ giả hắn từng tiếp xúc, chỉ có võ giả tiêu giao phúc địa mới tu hành đạo này. Ninh đạo nhiên chính là tu hành tự nhiên chi đạo. Trong lúc giơ tay nhất chân, đều không bàn mà hợp với thiên địa đại đạo. Nhờ phụng tạo hoáng tự nhiên vô vi mà trị. Võ giả tu hành tự nhiên đại đạo rất có khí chất xuất trần, điểm này Dương Khai không học được. Có kinh nghiệm thu thời quan chi hà, Dương Khai rất muốn biết. Nếu mình thu tự nhiên chi đạo 2.000 trường này sau đó luyện hóa, có phải mình cũng sẽ được coi là tu hành nó hay không? Nếu thật vậy, vậy biện cả thiên thượng này đối với mình thật sự là bảo tọa mà thời quan chi hà không thể sánh bằng. Chỉ cần luyện hóa đủ nhiều mạch nước ngầm, hắn hoàn toàn có thể làm được trình độ ngàn vàng đại đạo quy nhất thể. Vợ giả sợ dĩ phải xác định đạo phương chủ yếu là bởi vì tinh lực có hạn, đại đạo vô tận chỉ có đủ toàn tâm với một đại đạo nào mới có thể có thành tựu. Nếu tu hành quá nhiều đại đạo do tinh lực có hạn, cuối cùng sẽ chỉ biến thành đứa trẻ bị thời đại vứt bỏ. Đại đạo quý ở tinh mà không phải nhiều. Dương khai tu hành mấy loại đại đạo, không gian, thời gian chi đạo, thương đạo, đan đạo, luyện khí chi đạo. Thậm chí có thể nói trận đạo hắn cũng có phần khá. Dù sao trong quá trình luyện đan luyện khí cũng cần dùng đến trận pháp đại đạo hắn tinh tu chỉ có ba loại không gian thời gian và thương đạo dù là đang đạo hắn từng tinh thông bây giờ cũng bị ném sang một bên bởi vì tinh lực thật sự là có hạn không có khả năng mỗi một loại đại đạo đều tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu biện cả thiên tượng này lại đem đến cho hắn loại khả năng này nếu thật sự có thể ngàn vạn đại đạo quy nhất thể dương khai không biết sẽ phát sinh gì sau đó lần này thu lấy tự nhiên đại đạo, hẳn không có vấn đề gì. Rộng mở tiểu càng khôn, thần niệm phun trào, bao phủ, trường hà hai ngàn trượng, kêu nó vào trong. Ngắn ngủi hai mươi hơi, trường hà hai ngàn trượng đã biến mất. Dương Khai không kịp điều tra biến hóa tiểu càng khôn, bởi mạch nước ngầm từ xung quanh là một lần nữa cuốn tới. Giống như hai năm trước, Dương Khai lấy thương long thương mở đường, vẫy rồng bày kín toàn thân làm phòng hộ, phá vỡ mạch nước ngầm, lướt đi không ngừng. Theo kinh nghiệm trước đó, hắn nhất định phải trong vòng nửa canh giờ tìm được điểm dừng chân thích hợp, nếu không gần như sẽ phải chết. Cũng may, bây giờ theo hắn biết, trong biển cả thiên tượng này luôn có mạch nước ngầm an toàn, cho nên chỉ cần vận khí không phải quá kém, luôn có thể tìm được nơi có thể dừng chân. Như vậy 10 năm, Dương Khai lục tục ngo ngoe, tu chỉnh 5 lần, thu lấy 5 mạch đại đạo, Cuối cùng, tại lần thứ sáu còn tìm được thời quan chi hà. Hắn quá sức vui mừng, 10 năm này không tìm được, làm hắn còn tưởng rằng nơi này chẳng còn thời quan chi hà. Bây giờ nếu có thể tìm được nơi thứ hai, vậy có thể tìm được nơi thứ ba, chỉ cần có đầy đủ thời gian và tinh lực. Quỳ cũ cũ, chủ thương trước mới quan trọng. Đợi thương thế khôi phục hà khá, khá, hắn mới có rảnh rỗi điều tra thời quan chi hà này. Thời quan chi hà này dài hơn cái lần trước, chừng 1.300 trượng. Theo quy luật tu hành, một năm tiêu hao 5 trượng. Thứ này đủ cho hắn tu hành 250 năm. Dương Khai vô cùng mừng rỡ, vội vàng lấy ra tài nguyên, bắt đầu luyện hóa. Biển cả thiên tượng có thể nói khắp nơi đều là bảo tàng, nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ chủ yếu của mình. Đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất tấn thăng bác phẩm. Chỉ có thực lực cường đại mới là thật mặt khác chỉ là thứ yếu. Mà muốn cấp tốc, tốc mạnh lên, thời quan chi hà chính là mấu chốt. Một bên luyện hóa vật tư, một bên đắm chìm tâm thần, điều tra đủ loại biến hóa trong tiểu càng khôn. Mười mấy năm qua, tính cả tự nhiên đại đạo chi hà, trước trước sau sau, hắn thu được tổng cộng sáu đại đạo chi hà dài ngắn không đồng nhất. Bây giờ sáu đại đạo chi hà đều đã biến mất, là bị hắn luyện hóa đủ loại huyền diệu đại đạo chi lực tích chứa trong các đại đạo đều tan dần, hòa làm một thể với tiểu càng khôn. Tiểu càng khôn thế giới bởi vậy nhiều hơn mấy đạo ngân mới. Độ dài ngắn của đại đạo chi hà quyết định sự mạnh yếu của đại đạo chi lực, gián tiếp ảnh hưởng đến thành tựu trên mấy loại đại đạo này của hắn. Dựa theo phân chia cấp độ đại đạo trên mấy loại đại đạo mới, trình độ của hắn nằm tại tầng thứ hai, sơ khuy môn đình. Tuy trình độ còn rất thấp nhưng bởi vì bọn chúng mà thay đổi không chỉ bản thân Dung Khai, còn có toàn bộ tiểu càng khôn. Dung Khai cảm thấy được tiểu càng khôn có một chút biến hóa vi diệu, nhưng loại biến hóa này thật sự quá nhỏ bé, nhỏ đến mức vị chủ nhân này đều không nhìn ra quá nhiều. Có lẽ chỉ có luyện hóa càng nhiều thêm đại đạo chi hà mới có thể để biến hóa hiện ra càng thêm rõ rệt. Duy nhất có thể khẳng định là loại biến hóa này là chuyện tốt. Dương Khai hô hấp dồn dập. Biển cả thiên tượng này có lẽ là bảo tàng lớn nhất mà hắn từng phát hiện, là bảo tàng của toàn bộ Hoàng Vũ. Mà được chỗ tốt như vậy, Dương Khai cũng không còn đặt cực hạn trong việc tu hành thời quan chi hạ. Thường thường hắn đi ra ngoài thu mấy đại đạo khác, rồi trở lại tiếp tục tu hành. Làm như vậy có hơi nguy hiểm, mạch nước ngầm phun trào biến hóa cực nhanh, đều hắn không thể kịp thời quay về thời quan chi hạ sẽ có khả năng rất cao biến mất trong cảm nhận của hắn. Cho nên, mạch nước ngầm mỗi lần hắn thu được không tính là nhiều. Dù là như vậy, cũng vẫn được coi là thu hoạch to lớn. Kết thúc tập 1162, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.